Ok, xin chào tất cả quý chị em và các bạn. Lại là Thọ đây. Sở chung là gì? Sở chung có an toàn hay không? Sổ hồng chung và sổ hồng riêng khác nhau như thế nào? Hôm nay cùng theo chân Thọ tìm hiểu nhé. Let's go. Thì có một câu chuyện như thế này, là Thọ có gặp một vài anh chị người thân của Thọ, người quen của Thọ, thì cũng khoe với Thọ là có mua được một vài lô đất. Và cũng có một vài người ấy, thì có nhắc ý là người bán một lô hoặc hai lô. Đó, thì là Thọ biết kêu là cho Thọ xin cái giấy thông tin về sổ sách vị trí lô đất. Thì họ kêu là họ không có sổ sách nào cả, sổ đất. Sau đó thì chủ đất đang giữ và họ chỉ thì Thọ hỏi là vậy thì cái anh chị mua bán bằng cách nào? Thì họ kêu là ra văn phòng luật sư công chứng. Đó là tại sao Thọ phải làm video này, để chia sẻ với quý anh chị là các anh chị đang hiểu làm rất là nhiều á, là sổ chung là một sổ mà chủ đất đang giữ thôi. Nhưng mà theo luật pháp Việt Nam, luật đất đai Việt Nam thì có hai loại sổ, hay dùng từ đầy đủ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác liên quan với đất, là sổ hồng riêng và sổ hồng chung. Đó, hay dùng cách khác là đồng sở hữu. Và những cái loại giấy tờ mà anh chị đang nói với Thọ á, ký văn phòng luật sư á, hoặc là ủy quyền á, là dạng giấy tờ tay. Và ông luật sư nó chỉ là mang danh nghĩa là người làm chứng cho anh chị thôi. Còn nếu mà xét trên phương diện pháp luật á, tính pháp lý á, thì chỉ có hai loại sổ, là sổ đồng sở hữu, sổ chung và sổ hồng riêng. Đó, thì bây giờ Thọ sẽ mở hai cuốn sổ này để phân tích rõ hơn là sổ hồng riêng và sổ chung khác nhau như thế nào, và sổ hồng chung có an toàn hay không, có nên mua hay không. Rồi, ok, thì trên màn hình anh chị á, đây là cuốn sổ đồng sở hữu hay là cuốn sổ hồng chung. Sổ chung á, thứ nhất này, anh chị sẽ thấy nè, đây là cuốn sổ em đăng từ trên mạng vậy thôi, để em ví dụ cho anh chị dễ hiểu. Thì đây là ông Trung Minh Tuyền đã đặt các thông tin cá nhân ông đó, và cái đặc biệt là cái này này anh chị, cái màu đỏ này, cùng sử dụng đất với bà Nguyễn Thị Liên. Thì đây là trường hợp sổ đồng sở hữu hai người. Ông Trung Minh Tuyền này và bà Nguyễn Thị Liên này là không có mối quan hệ về vợ chồng hay là con cái gì cả, là hai cá nhân. Đó, thì thứ nhất đó, là ông Trung Minh Tuyền này sẽ cầm một sổ đứng thông tin như vậy này, đây là cuốn sổ ông Trung Minh Tuyền cầm này, và cuốn sổ của bà Nguyễn Thị Liên á, thì cũng đứng tên là bà Nguyễn Thị Liên, và bên dưới đây sẽ ghi là cùng sử dụng đất với ông Trung Minh Tuyền. Đây nè, đây là trường hợp sổ đồng sở hữu ông Vũ Văn Thường, đây là cuốn sổ ông Vũ Văn Thường, và cuốn sổ đồng sở hữu này là đồng sở hữu 10 người. Đó, anh chị thấy này, ghi rất rõ này, ông Phạm Văn Hòa, bà Nguyễn Thị Thoa, đã đặt lại như vậy. Thì sẽ có 10 cuốn sổ như vậy, mỗi người giữ một cuốn. Và ví dụ ông Phạm Văn Hòa, sổ ông Phạm Văn Hòa thì là người sử dụng đất đó, là ông Phạm Văn Hòa đứng tên cùng với ông Vũ Văn Thường, bà Nguyễn Thị Thoa, bà Nguyễn Lan Hương ... Đó, là loại như vậy. Thì đây là cuốn sổ đồng sở hữu. Thứ nhất về mặt bìa anh chị sẽ thấy rất là rõ là khác nhau rồi. Khác nhau điểm mấu chốt đó là cùng sử dụng đất với bà ông. Đây, cùng sử dụng đất với đó. Và trong bên nó sẽ ghi là 10 giấy chứng nhận này. Thì về mặt bìa của cuốn sổ hồng chung và sổ hồng riêng, đây sổ hồng riêng đây anh chị, đây cuốn to này nhé. Sổ hồng riêng á, nó chỉ đứng tên một mình ông này thôi, hoặc đứng tên cùng với người vợ. Thông thường á sẽ đứng tên một cá nhân hoặc là đứng tên với người vợ, có nghĩa là hai cá nhân này là có mối quan hệ vợ chồng của con cái với nhau, hoặc là bố con mẹ con với nhau, loại như vậy. Thì đây là sổ hồng riêng này, nó sẽ không có đứng cùng với ai đó. Đó, đây là sổ hồng riêng, và đây là sổ hồng chung. Đó là cái mấu chốt để anh chị nhìn cái bìa cuốn sổ để biết là đó là sổ hồng chung hay sổ hồng riêng. Rồi, ok, tiếp tục với anh chị. Thì đây là cái trang bên trong của cuốn sổ này, thì anh chị để ý phần D, này là mục đích sử dụng này. Thì cuốn sổ đồng sở hữu á, hay sổ chung á, nó ghi là sử dụng chung. Đó, và cuốn sổ hồng riêng phần D sẽ hình thức sử dụng là sử dụng riêng. Đó là sự khác biệt về sổ hồng chung và sổ hồng riêng. Thứ nhất về trang bìa, và thứ hai là bên trong mục đích sử dụng. Anh chị chỉ để ý hai cái đó thôi là biết là đất mình là đất hồng chung hay sổ hồng riêng nhá. Và cái diện tích này nè, diện tích chung của hai người và diện tích riêng của từng người bao nhiêu á, thì sẽ có một cái phụ lục gắn kèm theo. Đó thì đây là diện tích sử dụng chung của hai người. Thì đây là khác biệt về bên trong sổ hồng. Rồi tổng quan lại á, thì sổ hồng chung và sổ hồng riêng khác nhau thứ nhất về mặt bìa. Mặt bìa của sổ hồng chung sẽ ghi cái mục là cùng sử dụng đất với một ai đó, và bên trong phần D, mục D là mục đích sử dụng. Sổ độc sở hữu sẽ ghi là mục đích sử dụng chung, và sổ hồng riêng sẽ ghi là mục đích sử dụng riêng. Thì đó là cái điểm khác biệt của sổ hồng chung và sổ hồng riêng. Vậy có nên mua sổ hồng chung hay không, và có sổ hồng chung có an toàn hay không? Thì điểm mạnh của sổ hồng chung á, đó là giá thành khá là tốt. Ví dụ anh chị muốn mua một đất nhưng mà anh chị không đủ tài chính, thì anh chị có thể huy động 3 người, 5 người, 7 người có thể mua cùng mua lô đất đó với anh chị, và đồng sở hữu lô đất đó với anh chị. Thì chính vì đó là điểm mạnh. Thì nó là điểm yếu luôn. Điểm yếu của nó là với trường hợp sử dụng đồng sở hữu chung 3 người, 5 người, 7 người như vậy, thì vấn đề mà toàn quyền quyết định về lô đất đó anh chị không có. Ví dụ anh chị muốn bán, muốn sang nhượng, muốn cho, thì phải có sự đồng thuận của những người còn lại đồng sở hữu lô đất đó với anh chị. Thứ hai, việc mà anh chị muốn vay ngân hàng để mua để thế chấp, lấy sổ thế chấp ngân hàng á, thì cũng rất là khó luôn. Thì nếu muốn thế chấp á, thì phải có sự đồng thuận của những người đồng sở hữu đó. Thì việc mà mua bán sang nhượng này nó không được toàn quyền quyết định, và việc thế chấp cực kỳ là khó mà gần như là bằng không. Và sổ hồng riêng nó có điểm mạnh, có nghĩa là anh chị toàn quyền quyết định mua bán sang nhượng, và việc thế chấp nó cũng là dễ dàng hơn rất là nhiều. Chỉ trên đây là những cái chia sẻ của em về sổ hồng chung và sổ hồng riêng. Thì nếu chị thấy hay và hữu ích á, thì hãy cho em subscribe và một like. Em xin chân thành cảm ơn. Và anh chị muốn em trao đổi, chia sẻ tiếp về các chủ đề nào á, thì hãy để lại dưới comment trong cái tập viết của em để em sẽ chia sẻ với anh chị.